mẹ quả tâm thế à? Blue em ơi, ghê thế. Blue không? Ờ, anh gan đi, anh gan đi, em không cần đâu. Là bây giờ tụi anh đang chơi đang ghiền chơi GTA 5. Để khi nào rảnh rảnh kiếm cái game offline khác chơi em ạ. Chúng lâu lâu thay đổi nó cũng vui mà. Uống. Kiểu như chơi Liên Minh đi, ngày chơi 3 tiếng 4 tiếng đi, mệt mà chơi mấy game đấy không thấy mệt, cũng cuống không thấy mệt. Đi farm xong rồi mình đi bắn nhau á, nó giết thời gian nhanh quá. Còn mà như chơi Liên Minh là chơi tầm 3-4 tiếng là đuối rồi. Không, xe căng mình phải kiếm cái xe nào độc quyền mình mua chứ Andy. Đã mất Sơn cái Sơn ơi. Mất có mất tiền chọn nha. Xe là độc quyền mình đi chứ. Từ 6 năm rồi đầy người đi rồi. Thế là cửa 6 năm mà dán logo vào là xấu. Không phải xe vừa hàn anh em ơi. Vừa đang xe vừa hàn đánh một trận lực thì. Anh Hiếu bị ban luôn rồi. Câu vợ trái nha. Ây da, chuối. Cái này khó nhai quá anh em. Khó cho bạn EZ luôn đi chứ. Chết. Đây anh tới. Lui anh tí. Đó. Ai à? Phải lên đi em ơi. Chết anh ơi. Ok hả? Em biết rồi mà. Vàng Hàn Quốc mà đánh ngang đại cao thủ à? Làm quá các anh em. Vàng Hàn Quốc làm gì đại cao thủ Việt Nam, làm quá không? Tầm Kim Vương 3, Kim Vương 2 á. Kim Vương 3 hoặc là Kim Vương 4 đổ lên thì mới tầm đại cao thủ. Làm gì vàng bằng đại cao thủ. Hơi quá. Tối hết. Ê, sau dưới. Sau. Đây. Ăn bút máu này. Mất đu rồi anh hiểu ơi. Được không? Chết không ta? Hết rồi. Lên. Bẹt quả tâm. Tế à? Bỏ lũ em ơi. Ghê thế. Blue không? Ờ, anh gan đi, em không cần đâu. Đó rồi. Đây, em qua anh rồi. Lửa nó ra nè. Thấy à. Ok ạ. Mà mình đã fail rồi mà gặp nó còn fail hơn ạ. Nó định quy lát rồi anh em nhỏ. Má mày, hai anh em tao đánh từ đầu đến đít. Thôi, kệ thôi. Trườn. Tao ăn làm gì? Em sứ giả với rồng này, rồng làm con rồng đạp nó. Ok. Còn đi chơi à? Biết là lâu rồi mà chả gặp. Thì mình trông không có ai vậy. Ui dồi. Chết anh luôn rồi. Giờ rồi. Thằng Lê Sinh không anti đâu em ơi. Tịt tụi em ơi. Cút rồi nhiều ơi. Giờ tê nha. Một lít không chết kìa. Đơn hàng bị khóa nứt rồi em ơi. Đang nhờ ông chủ đất mở lại. Chắc là có thể ngày mai mới chơi được. Đây là anh Việt nha anh em nhá. Anh Hiếu anh bị ban nick bên Hàn rồi, lại về Việt đánh rồi. Mà game này hai đánh đấy nha. Chết bro. Chết đây rồi. Má thằng model nó bắt cóc táp em chết luôn mà.
được, 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 ok. Ok. Em cho Mother cút anh Hiếu ơi. Ba này khả năng cao do mình chưa ở Việt Nam. Anh Hiếu, anh Hiếu cứ la vào nhá, em có rồi kéo anh về nhá. Lâu nè. Ok mà. Đuổi 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 nó ngay anh không? Dưới. Lên em bút máu cho. Em ơi. Uầy thằng Silas nó đẩy tới nhà nó rồi kìa. Mò đời chứ. Có máu, có máu, có máu. Anh Hiếu đi đẩy với anh em nhá để em giết được mò đời đâu. Ok ok ok. Về đi em, về đem. À đẩy ác diện quá nha. Đó mô đờ này. Về đi, về luôn đi. Thằng mà. Anh Hiếu ơi. Nghe thét này, nghe thét này, nghe thét này. Rồi luôn, mày sống được tao cho mày 10 tiền. Mọc, ăn mọc. Nó trong ngoài lên, là... mọc lên, ok á. Nó tê lê, tê lê. Ờ kìa à. Chắc là không đâu. Được mà đúng không? Như được mà đúng không? Một hit à. Này. Chết à. Làm tí Baron kích nhỉ? Ok anh ơi, em hút lại máu cái này. Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu lên cover em cái, em hút cái máu cái. Được em ơi, 5 giây, từ 5 giây anh quét đấy. Em sợ không ăn nối chứ. Ăn hơi khoai đây anh ơi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đánh em ơi. Đánh luôn, mở luôn. Đánh luôn anh Hiếu. Bleed anh. Tại quá. Anh bơm máu nè. Không được rồi, được rồi. Thôi tăng dòng anh ơi, dòng 20 giây này. Mà anh vào là cúc luôn rồi chứ. Buồn làm chi em. Đồng thôi. Gắn win được anh ơi, gắn nổi mà anh ơi. Hai anh em gắn nổi mà, thoải mái. Lùi luôn anh Hiếu ơi. Lý xin luôn. Dê đây. Mày thằng châu đấy. Không đồ là không đồ. Không đồ, thằng không đồ, thằng không đồ. Cứ đánh thoải mái đi. Rồi. Ở đây, má mày có hồi đồ rồi. Đây, giết hết ở ngoài đây. Máy đi. Kìa. Ba đòn anh Hiếu ơi, bỏ đi anh Hiếu ơi. Ra đi, anh dí thằng Andrew ấy. Đi, go. Game bro. Ok bro. Được mà. Gu lấy la. Sao đấy Nhân ơi. Sao em có vẻ ác cảm với con này thế nhở. Con này chiến mà. Phải Duy đánh Silas đâu. Điên à. Duy đánh Silas là một táo là cút luôn. Đánh Silas là cút luôn đi chứ. Một táo bây giờ. Một táo mà còn chửi nhiều với đáy. Thế nên xong. Em lại xin nó một lên. Lần chạm vào người em luôn đấy. Đi rồi. Táo là may cho link clip. Ghi còm Coloman. Máy nhá, 2 đồng hồ nhá. Cứ thế rồi, cứ anti thôi. Làm như dễ ăn lắm á. Mày hút tao, cả. Mày ăn tao đi nè. Làm như dễ ăn lắm á. Dễ ăn à. Cộng cái nịt. Ok. Rồi con Silas nó à, con Silas thế không cứ được em. Mò này mặn đấy chứ. Mặn. Gù lấy la. Win rồi.
Em mày ví dụ nhá, ví dụ mà tối mở đơn hàng xong mà mai chơi lại bị ban tiếp thì sao? Thì cút luôn rồi anh, chơi gì nữa? Cút luôn à?